Xin được chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với kênh Vàng Mảnh. Thì hôm nay thì cũng có là một mạnh thường quân đến đây gửi tiền đến đây để giúp đỡ cho Diệu Lan xinh đẹp với chú anh chị. Thì ở là một mình và nuôi hai đứa con. Thì ngày hôm trước thì Mảnh có tới đây để mà cập nhật lên hoàn cảnh của Diệu Lan, tại vì lý do Hoàng Xanh thì cũng bận khá là nhiều những hoàn cảnh như bị bệnh cho Mảnh. Hoàng Mảnh phải đi cập nhật cho tất cả các chú anh chị cũng như là kênh Hoàng Xanh, cũng như kênh Hoàng Mảnh được biết luôn. Tại vì Hoàng Xanh rất là nhiều hoàn cảnh đi quay rồi đi trao tiền cho người bệnh, thì Mảnh cũng như là người anh của Hoàng Xanh thì đi như là hỗ trợ đằng sau cập nhật những hoàn cảnh để cho tất cả các chú anh chị được biết như thế nào. Thì ngày hôm nay thì Mảnh cũng đã tới nhà Diệu Lan rồi. Và xin mời tất cả các chú anh chị cùng vào bên trong. Chú anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Mảnh, cho có một lượt like các chú anh chị. Xin mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong ạ. Chú chào hai con, chào ông bà đi con. Dạ, con chào ông bà cô chú. Dạ, con chào ông bà cô chú. Rồi. Thì chào em ha. Dạ. Đi đâu mới về vậy? Em đi chạy xe ôm. Chạy xe ôm luôn hả? Dạ, mới về luôn á. Chút nữa em còn đi nữa. Rồi. Bữa nay sáng giờ chạy được nhiêu rồi? Dạ, được 2 cuốc 150. 2 cuốc 150. Dạ. Tiền xăng hết nhiêu? Chắc 50. Ngồi anh bảnh. Ngày hôm nay thì anh tới đây anh báo tin cho em một tin rất là quan trọng. Dạ. Em muốn nghe không? Dạ muốn. Tin gì em biết không? Không. Tin... Bây giờ nghe tin này là bất ngờ lắm á. Tại vì hôm trước thì Bảnh có như là tới đây Bảnh có đăng trên kênh phụ của Bảnh, đó là kênh Vàng Mảnh TV. Thì ngày hôm trước thì ngay lúc mà 6 giờ chiều thì loa phát thanh quá lớn đi chú anh chị, thì nói chuyện thì không có được nghe rõ. Thì ngày hôm nay thì cũng khá là may mắn thì cũng được một anh mạnh thường quân ở bên Mỹ là gửi tiền đến đây để giúp đỡ cho Diệu Lan. Tại vì thấy Diệu Lan cũng như là cùng chung cảnh ngộ giống như anh đó gì đó, thì cũng như là cha mẹ gì đó. Mồ côi. Cũng là mồ côi. Mồ côi chứ không phải không còn mồ côi. Còn mồ côi thì anh đó như là có lòng thương người thì gửi tiền đến đây giúp cho em. Dạ. Cũng như là có tiền trang trải như là cho hai đứa con em có một tiền đi học á. Như lại hôm trước anh cũng có nói cái vụ bàn học đó không có đó, không. Dạ. Nhìn thấy là tội nghiệp các con. Thì sáng giờ có mua đồ ăn cho các bé không, đi chạy xe như vậy? Dạ có. Hồi sáng em mua thịt ốp mà em tính chiên mà không kịp. Tại vì em tính đưa cái chị kia ra ngoài xã. Rồi em chạy về em làm đồ ăn mà cái cô nọ điện. Rồi thành ra em mua 2 hộp cơm sườn cho 2 đứa bé. Cho đi học về có ăn luôn. Chạy xe ôm này đẹp gái vậy có ăn mắc không? Dạ không, ăn giá rẻ. Tính cây số hay sao hay là mình biết rõ đó là nhiêu? Dạ tại vì hồi trước giờ thì em cũng về đây em cũng đâu có giống như không có biết giá đâu. Thì giống như em hỏi, giống như ta hỏi nhiêu tiền thì em nói hồi xưa giờ cô đi nhiêu thì trả con nhiêu đi. Với cái quen dần ha. Dạ. Chứ em cũng không có nói giá đâu, em cũng không gần. Hôm trước em có chia sẻ là em muốn bán vé số rồi đó, làm sao bán không? Dạ bán, chắc em bán. Cũng như qua xong đợt cái chỗ ăn chỗ ở của em ổn định á. Chắc em mới lãnh em bán được. Mình lấy kèm đi theo ha. Dạ đúng rồi. Ép người ta mua luôn. Em có xem clip của cậu bé vé số không? Nó khô, nó nói chuyện. Dạ có. Nó báo một ngày cả 100 vé đó. Dạ. 100 vé cũng được hơn 100 ngàn nữa rồi. Hơn 100 ngàn. Vì con em nó tự nấu cơm được không? Hay là dạ, nấu sẵn được. Để ăn thôi? Dạ không. Nhầm nhiều khi bé đó xiên thì bé nấu. Như bắt nồi cơm lên thì được. Về đồ ăn thì em làm. Nói chung là dạ, cũng thấy cái bếp củi của em á, nó sát cái sát cái vách lá quá. Sợ mấy bé nấu dạ không nguy hiểm quá. Chỉ có bắt nồi cơm điện cho em à. Còn như làm đồ ăn thì em tự làm. Em về em làm. Bây giờ thấy con gái học thấy tội nghiệp quá, không có một góc học nào luôn con. Không. Bây giờ bàn. Thì con chú hỏi nè, con có muốn mua cái bàn để học ngồi học anh em không? Dạ con muốn. Muốn mua một cái bàn học để mà có cái vị trí học ổn định ha. Dạ. Rồi ơi, tội nghiệp quá, ngoan quá. Sáng giờ mẹ làm đồ ăn xong con có ăn cơm chưa? Dạ. Dạ ăn rồi. Rồi. Trời ơi, chạy xe một ngày được 150 ngàn, tiền xăng là hết 50, là vẫn còn 100 thì cũng được. Tháng đó, sáng là được 100 ngàn rồi. Rồi người ta lấy xe rồi là sao xe chạy ta mai mốt? Cái nỗi lo của em lớn nhất hiện tại bây giờ luôn á. Theo anh nghĩ là một giá tiền một chiếc xe quen pha và quay 100 bây giờ thì khoảng tầm 19 triệu á. Dạ. Rồi em có bằng lái chưa?
Dạ có. Anh thì hôm nay thì tới đây thăm gia đình một chút xíu để dạ. Buổi chiều em còn chạy xe chiều còn chạy nữa hả? Dạ còn, tại vì em đưa cái cô kia đi đám giỗ ở Mỹ Tú á. Ừ. Rồi cũng như kệ đi cho cô ở chơi đi, còn nào về thì điện em chạy lên rước. À. Tại vì nếu mà em ngồi cho em đợi thì con em nhà cô em nước đi học về không được đó. Mới ruột hả? Dạ. Nhưng không phải ruột gì mà tại giống như bắt mối á. À. Giống như mình dễ dãi chút xíu rằng cho người ta còn kêu mình chạy này kia nọ. Ừ. Thấy cũng giỏi của chú anh chị, thì một người phụ nữ mà chạy xe ôm để mà kiếm tiền để mà nuôi con cũng rất là đáng thương, tại vì có cái ý chí phấn đấu kiếm tiền để mà nuôi con như vậy thì mình rất là khâm phục. Cũng thì hôm trước thì em cũng nghe nói, anh cũng nghe nói là em chia sẻ là đi xịt thuốc làm cỏ gì đó hả? Dạ. Trời, cũng tội nghiệp quá ha. Mà nói chung là mình lao động là vinh quang mà ha. Chứ dạ. Ở nhà đâu. Tại thấy em bận giống như là bịt kính mít này kia nọ, thật sự em cũng phải làm chứ anh. Ừ. Không làm thì em đâu có nuôi con em nổi đâu. Ừ. Với lại em mẹ đơn thân nữa, lúc của em thì cũng như thân cô thấy cô đâu có ai bên cạnh đâu. Thì cũng cố gắng để nuôi hai đứa nhỏ. Chứ không có bà con là giúp đỡ gì hả? Dạ không. Oh. Em chỉ có nhỏ em gái. Còn nhỏ em gái thôi. Dạ. Thấy em gái em cũng thấy khổ quá ha. Dạ, em gái em cũng làm còn làm dâu á. À, cũng đâu có giúp được gì cho mình. Dạ. Mình có hai chị em thôi hả? Dạ, chỉ có hai chị em mà. Ừ. Thì lúc mẹ em sinh em về thì được 3 tuổi, đỡ đầu. Ừ. Rồi xong mẹ mới có bầu bé rồi sanh ra rồi giữ mẹ, lấy được mẹ mà giữ con đó. Ừ. Giữ con mà mất mẹ. Trời ơi, tiếc quá ha. Dạ. Ở đây có gần chợ gì không Lan? Dạ khoảng chợ, đây ra tới chợ mình chắc khoảng 7 cây. Để coi em nếu mà gần chợ thì em kêu người ta chở vô cái bàn học cho bé đi. Chứ ngồi dạ. Ở cái bàn ngồi góc không có hợp lý, thấy tội nghiệp quá. Dạ. Chú chị xem ngồi học mà hai chị em mỗi người một góc như vậy đó. Thì nhìn rất là thương, tại vì dạ. Bé mà hiếu học như vậy, mình cố gắng cho các bé học có một cái sau này có một điểm tựa. Nói em lớn tuổi em cũng cố gắng á, cỡ nào kệ em, nói thiệt em cực cái bản thân em đi bươn trải ngoài giống như ở ngoài xã hội để nuôi con em, chứ em không để con em không học được đó. Ừ. Dạ anh quý lắm, tại vì đến những hoàn cảnh như thế này mà được như là có cho con con em gì đó được học như vậy thì anh rất là quý, tại vì nếu mà các bé sau này không có được học bây giờ thì sau này các bé sẽ khó khăn. Dạ. Cái thứ nhất là khó khăn về cái chữ, và cái thứ hai nữa cái như cái cách suy nghĩ của các bé không có được như là minh mẫn giống người ta đó. Đi làm cũng không có đồng lương cao đâu. Dạ. Đó, tại vì nếu mà cho học như vậy thì anh rất là quý trọng, không phải là riêng anh đâu, thì tất cả các cô chú quý mạnh thường quân và khán giả đang xem cũng là rất là thương các bé. Dạ. Mà hiếu học như vậy em cũng cố gắng để cho bé nó học, giống như là khi nào mà ví dụ như lên cấp 2 rồi lớp 6, lớp 7 gì đó, khi nào nói mẹ ơi con không muốn học nữa. Ừ. Thì em sẽ cho bé học nghề để lo giống như sau này cũng có cái nghề để nuôi bản thân. Thì kính thưa tất cả các chú chị, thì bây giờ thì Bảnh không để mất thời gian nữa, Bảnh sẽ trao số tiền này của một anh Mạnh Thường Quân là có gửi cho em là 4 triệu đồng ha. Dạ. Với số tiền này em tính làm gì nè? Em hả? Ừ. Giờ trước mắt chắc em thấy giờ cái dưa hấu hồi sáng em đi chạy xe ôm. Ừ. Cái đi dọc đường em thấy dưa hấu rẻ kìa, em cân về thử chục ký em bán đỡ, thứ nếu được em đi cân tiếp. Ủa đây rồi bán ở đâu? Dạ, em để trước nè. Để trước nè hả? Dạ. Sáng nay em thấy rẻ thành ra em cân thử chục ký em bán thử, nếu được em mới ra ngoài em cân tiếp 20-30 ký. Anh thấy cam bây giờ nó cũng rẻ đó, mua gì bán không được vậy, cam trời nắng nè. Ở đây nếu mà mình bán nước mía, nước cam gì được không? Dạ được, nhưng mà giờ bán thì chuyện bình thường thôi. Giờ mình bán ở trước nhà của mình một cái anh thấy học sinh cũng hay chạy ra đường vô đường này. Dạ, đông lắm. Dưới đây cũng có cái cầu ngay ở ba này nè, cũng khá là tiện nè. Giờ mình bán một cái xe nước mía đi hay là gì đó. Ở mà em chạy xe ôm rồi sao em làm? Thì đó, em cũng dự định giống như em bán theo mùa. Hiện tại lúc này là dưa hấu đang rẻ, em thấy cái cô kia nãy ở dưới dọc đường em đi là em thấy đang cắt. Ừ. Cái em ghé em hỏi em cân thử đó. Nếu em bán được thì cô nói nếu bán được thì cô để nới hơn chút nữa để cho em kiếm lời. Đúng rồi. Dạ. Cố gắng mình nói chung là mình dạ. Bỏ cái này bắt cái kia, mình có tiền đồng ra đồng vô. Kìa em còn hai chai xà bông ế nữa. Gì bán xà bông nữa hả? Dạ. Cái này xà bông gì? Dạ xà bông đó của công ty. Xà bông giặt tay hay giặt máy? Giặt máy. À, bao nhiêu một chai đây? Chai 80. Ồ, 80 luôn hả? Dạ. Mắc quá ha. Một lít.
Tưởng nó rẻ, ủng hộ luôn tới hai chai này. Hai chai đó có 160 đó. 160 hả? Trời ơi. Xài lâu xài im. Hết cái này tới cái kia của chú chị nắm bắt tình hình ghê ha. Ôi ơi. Thì giống như em cũng ai muốn em cũng có nhu cầu bán thuốc giảm cân. Rồi giống như em nhờ khán giả của anh ủng hộ em. Trời ơi, anh không biết luôn nha, anh có quảng cáo đó nha. Thì bán như trái cây như sập bông hay là gì đó dạ. Rồi sau này mình dựa mấy trái cây bán. Em tính giống như để em ổn định cái đã. Thế em đóng cái sạp ăn chứ em bán rau củ quả. Theo anh thấy em bán như vậy rồi nhà cửa sụp sệ vậy người ta hơi khó khăn á, không vô mua sao? Dạ, thì em cũng mong muốn á, em cũng mong muốn như cô chú Mạnh Thường Quân gắng giúp đỡ cho em được cái như cái nhà để cho mẹ con em che mưa che nắng. Rồi nếu mà ổn định á thì mẹ con em mới giống như là bán buôn ở trước chút đỉnh vậy đó, làm kiếm sống. Đúng rồi, thì dạ. Nhà thì như một cái chòi đó chú chị, một cái chòi rất là nhỏ, nếu mà buôn bán thì nhìn nó không có thẩm mỹ gì mấy. Dạ đúng rồi. Đó, nếu mà mình có một cái nhà cho nó cao xíu tại cái mặt trước nó cụp dạ. Xuống gì nè, nhìn nó không có thấy cái dáng nhà của mình. Đó. Như cái chòi. Ừ. Nếu mà mình có một cái mái nhà cho cao chút xíu thì ví dụ như một cái nhà tiền chế gì đó, tầm giá em chắc thấy cái kênh anh làm những ngôi dạ, nhà thấy. Cho người ta phải không? Dạ em thấy, hình như anh Hải làm với anh đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thấy chất lượng không? Dạ, giống như nhà của chị Nhiên ấy. Chị Nhiên nè, rồi cái chị Trúc ở Chuồng Heo rồi nè, cũng có một nhà. Dạ. Rồi mấy căn sau thì anh thì cũng được Mạnh Thường Quân tin tưởng đó rồi dạ. Bảnh xây nhà trị giá 150 triệu luôn, tại vì gửi số tiền đủ cái đó bảnh làm cho chắc ăn ở như là 5-70 năm cho ngôi nhà. Dạ, tại cho vì được những, lâu. Tại những hoàn cảnh đó thì con đông, nếu mà làm nhà vừa vừa thì không có đủ chất lượng. Thì khả năng của họ, họ lo là nuôi con, kiếm ăn từng ngày. Giống như em vậy đó, dạ. Có tiền đâu mà sửa nhà. Em vẫn gầu, em gầu cái nhà cửa, mưa tới dột này kia nọ. Em chưa gầu, chưa xong nữa thì tới chiếc xe. Xe đã chuẩn bị lấy nữa. Dạ, cũng như ông anh cho hay vậy đó. Thôi bây giờ người ta lấy xe thì đi bán với số loại bộ. Chắc em loại bộ. Đạp xe đạp đi. Em cũng chưa có xe đạp. Con em đi bộ, đi học dạ, hả? Dạ đi bộ. Không có đứa bé nào có xe đạp luôn. Dạ không, đi bộ không. Trời ơi. Mấy đứa có biết đạp không? Dạ biết. À, đi xa không? Đi học xa không? Dạ đi chắc cũng cỡ 700-800 thước anh ơi. À, dạ. Cũng gần. Dạ cũng gần. Nếu mà có một chiếc xe đạp hai anh em nó chở nhau đi cũng tiện ha. Dạ cũng tiện. Với lại hết năm nay thì cha em ra cấp 2 rồi, lên cấp 2 cũng hơi xa cỡ 4-5 cây số. À, ô bây giờ nói chung là một mình em thì kinh tế nó dạ. Trầm trọng khó ha. Cái thứ nhất là vấn đề xe thì người ta lấy xe thì cái kiếm tiền thì mỗi ngày nuôi hai đứa con chú chị. Nhưng ngày hôm nay thì em Diệu Lan chia sẻ thì xe này mượn của một người anh nào đó. Anh hay là bà con? Ông anh bà con dạ. Thì xe của người ta mà chạy xe ôm hoài sao người ta chịu nổi. Dạ em biết ông cũng nóng ruột. Đúng rồi mình chở dạ. Mình chạy đường dài mà. Như xe anh đi quay phim gì đó cũng khó có hư hao đó. Tại vì dạ. Chạy suốt mà là ảnh hưởng tới xe. Thì bây giờ thì anh sẽ trao số tiền này cho em để thí dụ như em muốn làm gì làm. Cái thứ nhất là em muốn mua như trái cây gì để bán đó thì dạ. Cũng là tốt đó. Thì rồi mà anh cũng tâm đắc nhất là cái chỗ này nè, tại vì nếu mà giường này không xài mình dỡ ra mình mua cái tủ bàn học cho hai bé hay là sao? Dạ. Em định hay là giường sắt cho bé ngủ. Giường sắt giờ mắc. Em định mua giống như là cái mè vạc á mình để lên. Anh thấy giường này cũng cũ lắm rồi. Dạ. Anh tính tại mua mấy cái kia đặng gáp lên là thành cái giường rồi phải không? Dạ. Anh cho con trai em nó ngủ riêng á. Ừ. Lớn này. Thôi mua giường sắt đi có 1,5 triệu à. Em mua cái mè nó có 400-500 mà. Trời. Giường này cũng cũ anh sợ gãy á Lan. Dạ không đâu anh ơi, chắc con trai em ngủ một mình nó được. Ừ. Quá em tiết kiệm lại được một chút. Còn với lại giống như dây chì đó không phải ấy đâu. Em để dành đó, dây chì đó đó. Kẻ mê muốn mời để dạ. Dành làm gì? Để dành giống như sau này có ông bà cô chú hay Mạnh Thường Quân nào có giúp đỡ được em ngôi nhà đó thì em lấy cái đó ra rằng em tiết kiệm được chút. Cũng như em kéo vòng vòng vậy đó. Mình bao lại. Dạ khỏi phải mua. Thế vậy chứ mua mắc lắm. Cái này nếu mà nuôi gà nuôi vịt gì được không? Chắc nuôi gà được. Nuôi gà được phải bao lại nha, đi dạ. Đi tại gà hay gà lộ á. Dạ đúng rồi. Gà lộ thì em không có sợ hung mà em sợ chó. Giống như em bỏ em đi ở nhà em sợ chó. Nhà mình nuôi hả chó? Chó nhà sớm à.
Thì cái đó chắc còn lâu dài, và trước mắt thì cho các bé học ổn định đi. Ổn định, sợ... nhà cửa em ổn định cái mới tính được anh ơi. Chứ mình chưa có an cư sao mà lạc nghiệp được. Anh chỉ sợ là mấy bé này nó vừa như nghỉ là... Nghỉ học hả? À, nghỉ học á, tại vì hai vợ chồng em cũng mới ly hôn như vậy đó, sợ bé chán nản học á. Con trai con cố gắng học nha con. Dạ. Đừng có phụ lòng mẹ nha. Dạ. Gắng học đi, học cho giỏi rồi sau này giúp đỡ cho mẹ. Con năm nay lớp mấy nè? Dạ năm nay con lớp 5. À, sang năm là lên lớp 6 là cấp 2 phải rồi. Dạ. Trời, tội nghiệp con gái của chú chị ngồi một góc mình nha. Vậy là chút xíu nó đi nữa ha Lan. Dạ, một chút nữa em đi rước khách. Em mới vừa về tới, như em đi thì em có thời gian em chạy về em thăm chừng hai đứa nhỏ vậy đó. Anh thấy nãy bọc gì đi mua bọc gì đó. Đi xin nước đá uống. Ủa sao không mua đi xin? Tại vì mua người ta không có bán. À. Rồi em xin. Ờ mà thời buổi giờ ai cũng người ta cũng xài tủ lạnh hết trơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Ờ, xin để đâu nếu mà tan hết để thùng. Em mua cái thùng 35.000 em bỏ vô. Ừ. Tại vì em thường thường em đi vậy thì dắt chưa em chạy về em coi con cái em như nước uống đồ này, cơm nước đồ vậy đó. Ừ. Thôi thì em lại đây là Lan. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì hôm nay rất là may mắn khi Bảnh cập nhật trên kênh phụ của Bảnh, thì cũng có một Mạnh Thường Quân ở bên kênh Bảnh là anh Linh ở bên Mỹ là có gửi tặng cho anh Diệu Lan này là 4 triệu đồng của chú anh chị. Mong rằng số tiền này để cho em có tiền trang trải hàng ngày để vượt qua những cái thời gian mà khó khăn như này ha. Dạ. Thì em đếm và kiểm tra số tiền đủ không? Anh đếm giùm em. Đếm luôn hả em? Dạ. Em thì anh xin thay mặt anh Linh ở bên Mỹ gửi trao số tiền đến cho em là 4 triệu đồng. Dạ. À, anh đếm cho em luôn nha. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu đủ nha. Dạ. Em có lời nào gửi tới anh Linh không? Dạ. Thì trước hết là em cũng cảm ơn anh Linh đã cũng như là giúp đỡ cho mẹ con em, mà đối với mẹ con em trong lúc này thật sự là rất là quan trọng. Dạ. Rồi em cũng xin cảm ơn anh. Rồi em cũng cảm ơn anh Bảnh. Anh là nhịp cầu nối để giúp đỡ cho mẹ con em. Thì cái anh làm thiện nguyện thì dạ. Anh thấy những cái hoàn cảnh nào nếu mà có chí thú làm ăn thì anh mới dám nhận tiền của Mạnh Thường Quân để chào đến đây giúp đỡ. Còn những trao những hoàn cảnh mà không thật á thì anh sẽ không nhận đâu. Tại vì trước khi anh nhận tiền anh cũng đã xem xét những hoàn cảnh đó làm cái gì không hay là ở không gì đó mà chờ nhận tiền. Tại vì em biết sẵn rồi, tiền Mạnh Thường Quân thì rất là cực khổ để mà kiếm tiền để mà gửi về đây, chứ không phải mà có tiền sẵn đâu đó. Thì như Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình cũng như là một cái cần câu để cho mình đi kiếm cá để mà ăn ha. Chứ không phải cho mình một con cá hay là gì đó mình ăn hết cá rồi mình chờ sinh nữa là không phải ha. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì bây giờ Bọn Bảnh xin được khép video tại đây. Một lần nữa cho Bọn Bảnh xin gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Linh ở bên Mỹ đã có tấm lòng vàng gửi đến đây giúp đỡ cho ba mẹ con của em Diệu Lan ngày hôm nay là số tiền là 4 triệu đồng. Bọn Bảnh xin gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều, và cũng không quên cảm ơn tất cả cô chú anh chị quý khán giả đang xem kênh của Bảnh. Thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Bảnh có một lượt like, một lượt đăng ký. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Yeah.